Hi, xin chào mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mọi người, mình đang ngồi trên xe mọi người. Hôm nay ở nhà mình thì cúp điện mọi người, nên là lúc nãy mình đi ra ngoài để mà mình mua một ít đồ về, mua gạo với lại mua đồ xài trong nhà mọi người. Thì mình đi ngang cái chỗ mà bán đồ mọi người, thì có một cái chỗ mà họ bán bánh chuối chiên mọi người. Thì mình ngửi được cái mùi chuối chiên rất là thơm luôn, rồi mình cũng rất là thèm nữa mọi người, nên là mình mua nè mọi người, thấy không? Bây giờ mình mua xong rồi, mình mua được vài miếng chuối chiên nè, mình mua xong rồi, bây giờ mình ngồi trên xe mình ăn một lát nữa cho nó mát, trò chuyện với mọi người một chút nữa rồi mình sẽ về mọi người. Tại vì hiện tại bây giờ á, ở nhà thì cơm nước mình cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Má chồng mình với lại Gia Huy với lại Sophia thì ở nhà mọi người, thì cơm nước cũng đã sẵn sàng hết rồi, thì mọi người ở nhà thì có thể ăn được rồi. Thì bây giờ mình có thời gian thư thả một chút mọi người, nên là bây giờ mình lên đây mình đậu xe vô trong lề để mà mình ăn một ít chuối chiên với lại trò chuyện với mọi người. Chuối chiên rất là thơm luôn mọi người ơi, mà họ vừa chiên xong á mọi người, nên là bây giờ á có cái cảm giác mình cầm thôi là cái miếng chuối chiên cũng có nghe cái tiếng mình bóp vô mọi người nghe tiếng giòn giòn nè, rất là thơm luôn. Mọi người ơi, thì bây giờ mình mời mọi người cùng ăn chuối chiên với mình nha. Rất là ngon mọi người ơi, còn nóng lắm mọi người. Rất là giòn luôn, mọi người có nghe được tiếng giòn không? Chuối chiên này á thì là không có thua cái chuối chiên bên Việt Nam mình đâu mọi người. Ngon lắm mọi người. Mọi người thấy không? Mình mua nè, ăn không hết đâu mọi người, lát nữa đem về cho mấy em nhỏ ăn nữa, chứ một mình ăn không hết. Có ngày á mình mua thường nóng lắm mọi người. Mình không có quen cái ăn đồ nóng mọi người, mình dở ăn mà đồ ăn mà còn nóng lắm. Cái chuối chiên này nè mọi người, mình mua thì của cái chị đó là người qua bán mọi người. Thì ở đây á, người Malaysia thì họ cũng có chuối chiên nữa mọi người, nhưng mà theo cái khẩu vị của mình á thì mình thích của người qua chiên hơn. Với lại mình thấy người qua họ chiên á thì cái mùi vị của cái bánh chuối chiên á nó rất là giống với của Việt Nam mình. Còn của người Malaysia thì đối với mình thôi mọi người, đối với mình cảm nhận thôi, chứ cũng tùy khẩu vị nữa mọi người. Nhưng mà hả, của người Malaysia họ chiên thì chắc cũng không có thua cái chuối chiên của người qua đâu. Nhưng mà theo cái khẩu vị riêng của mình á, theo cảm nhận riêng của mình thì mình thích của người qua hơn. Loại gì á, cái chuối chiên của người qua á mọi người, mọi người thấy không, họ chiên bằng chuối chiên giống như bên Việt Nam mình. Còn người Malaysia thì họ chiên cái chuối nó cũng tương tự như sim vậy đó mọi người, nhưng mà cái chuối nó không có ngọt như là cái chuối sim này, thì mình không có thích thôi. Chứ cái bột á thì họ chiên cũng rất là ngon. Rất là ngon mọi người ơi, mùi vị y hệt như là của Việt Nam mình luôn. Cái vỏ của nó mọi người rất là mỏng luôn mọi người thấy không, cái bột á, cái lớp bột này rất là mỏng luôn. Ông xã mình với lại Ruby á thì chưa có về không mọi người, Ruby thì nghỉ hè rồi mọi người. Nhưng mà hôm nay á mọi người, cô Tư qua chở Ruby đi về nhà cô Tư để cho cô Tư kèm Ruby dạy học thêm cho Ruby mọi người. Cô Tư là chị chồng của mình, chị thứ tư á mọi người. Chị rất là thương gia đình mình với lại Ruby đồ.
Với lại chị cũng có một một người con trai út quá, nhỏ còn nhỏ cũng lớn hơn Gubi có 1 tuổi à mọi người, nên cô tôi qua rước về để cô tôi dạy cho hai anh em luôn. Hai anh em cũng học trong trường đó mọi người. Thật sự là rất là ngon luôn mọi người. Lâu dữ lắm luôn rồi đó, mình không có ăn cái kia luôn mọi người. Mỗi lần về Việt Nam á, mình cũng không có ăn nữa mọi người. Tại vì mình á, không có hảo mấy đồ ăn chiên á mọi người. Rồi ăn cái này không có nước khác nước lắm nha mọi người ạ. Chắc là mình phải đi qua bên kia để mua một bịch nước, vừa ăn vừa uống mới ngon mới đã mọi người. Mọi người ơi, để mình đi qua bên kia mình mua nước đi mọi người. Xong rồi một lát nữa mình sẽ gặp lại ha, để mình đi mua bịch nước. Đây, mình mua được một lon Coca-Cola rồi nè mọi người. Tại vì ăn cái dầu mỡ á mọi người, mà không uống Coca-Cola hả, nó ngán lắm. Tới bây giờ vẫn còn nóng mọi người ơi. Sao cái trái này nó có hột mọi người. Ở trên trái chuối nó có hột. Hai cái đầu mình ăn thì không có, mình trái này thì có, mà rất là ngọt mọi người. Mình ăn mình thấy rất là giống với chú Sim bên mình, mà không biết có phải là chú Sim bên mình không á, mình nghĩ là chú Sim á. Mình ăn xong phần chú chiên này về là bỏ cơm luôn rồi đó mời. Ở ngoài mình hiện tại bây giờ gần 6 giờ đó mọi người, 6 giờ kém chút à, nhưng mà còn rất là sáng, trời rất là sáng, rất là nắng luôn, vẫn còn nắng mọi người. Ở Malaysia mọi người lâu tối lắm mọi người. Ở Việt Nam mình á tầm 6 giờ đã thấy trời đã tối rồi, còn ở đây không có đâu mọi người. Ở đây giờ này gần 6 giờ mà trời vẫn còn nắng. Bên kia mọi người để mua Coca-Cola mọi người. Ông xã mình nhắn tin
xã mình kêu mình một hồi nữa đi qua bển mua trứng gà ta cho ông xã mình, tại vì sáng buổi sáng á ngày nào ông xã mình cũng ăn trứng gà lòng đào chứ mọi người, ăn xong trứng gà thì mới đi làm. Cú Bi đi học cũng vậy đấy mọi người, Cú Bi cũng rất là thích ăn luôn. Mình ăn xong cái này mình sẽ đi qua bên kia để mà mình mua trứng gà. Cũng hên là ông xã mình á nhắn lại mình còn ở đây nè, mình còn quay clip mình còn ở đây nè, chứ đáng lẽ là mình về đó mọi người. À, mình thấy mình mua được trái chiên nè, rồi mình vô đây mình ngồi mình dừng xe lại mình ăn ở trên này rồi mình quay clip. Chứ nếu mà mình không quay clip là mình đã về tới nhà rồi. Thì ông xã mình về á, một lát nữa ông xã mình cũng mua đồ với lại sách đồ cặp đồ cho Cú Bi đồ đi với Cú Bi bên cô Tư á mọi người, nên là sách không có hết, nên ông xã mình kêu mình mua trứng trứng gà cho ông xã mình. Cú Bi á thì rất là thích đi qua nhà cô Tư mọi người. Sáng ngày á ngủ dậy mình chuẩn bị tắm rửa cho chị, cho chị ăn uống xong xuôi hết, cái đợi cô Tư qua mọi người. Thì á cô Tư hẹn tới 12 giờ mấy, gần 1 giờ mới qua rước chị. Mà chị cứ đi theo mình á mọi người, mình nấu ăn chứ sao, cứ mẹ mẹ sao mà tới giờ cô Tư chưa qua nữa, mẹ sao tới giờ chưa qua nữa. Tại vì cô Tư á, chị quý cô Tư với lại anh họ của chị đó, anh họ thì học chung trường nè, chơi chung nhỏ lớn nha. Còn cô Tư á thì ngày nào cũng chở chị đi học hết trơn mọi người. Rồi cô Tư á cũng rất là thương chị nên chị quý cô Tư, dễ thương cô Tư lắm. Rồi mọi người no lắm rồi mọi người ơi, mình ăn là 5 miếng à, 5 miếng chuối chiên á mọi người, bây giờ còn 3 miếng ăn hết nổi rồi mọi người, còn 3 miếng mình ăn hết bao nhiêu á là đạt kỷ lục rồi đó mọi người. Hồi đó giờ luôn á mình không có bao giờ mình ăn đồ chiên mà được nhiều như vậy á, chắc là hôm nay mình đói bụng nè. Với lại á vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người nên vui miệng nên ăn được nhiều á. Thì mọi người ơi, mình bây giờ mình sẽ đi qua bên kia để mà mua trứng gà cho ông xã mình. Mọi người ơi, mình xin cảm ơn mọi người đã xem hết video của mẹ bỉm sữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Bye.